Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung, trong đó có dự thảo luật điện lực sửa đổi. Để có các đề xuất kiến nghị phù hợp, vừa qua, Hội Dầu khí Việt Nam đã tổ chức tọa đàm dự thảo luật điện lực sửa đổi, các khoảng trống pháp lý cần được lấp đầy và bổ sung theo tinh thần nghị quyết số 55 NQTU, kết luận số 76 KLTU. Hoàn thiện thể chế là yếu tố tiên quyết để thúc đẩy tiến trình xây dựng và phát triển hạ tầng năng lượng cũng như bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Do vậy, tọa đàm được đánh giá là thành công khi các đại biểu đại diện cho nhiều đơn vị lớn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các chuyên gia kinh tế, khách mời là những người đã, đang trực tiếp hoặc nhiều năm nghiên cứu về các bước phát triển dự án điện khí, kho cảng, điện khí LNG và điện gió ngoài khơi, đã thẳng thắn, cởi mở và chia sẻ các vấn đề pháp lý theo tinh thần nghị quyết số 55, kết luận số 76 vào dự thảo luật điện lực sửa đổi. Đây chính là tiếng nói phản biện, góp ý xác đáng, khoa học, góp phần hoàn thiện dự thảo luật điện lực nói riêng và các bộ luật liên quan nói chung. Một số ý kiến đề xuất tại tọa đàm này sẽ là căn cứ thực tế xác đáng để Hội Dầu khí Việt Nam tổng hợp tiếp tục có văn bản đóng góp tới cơ quan soạn thảo và đề xuất lên cơ quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ủy ban của Quốc hội và Thường vụ Quốc hội, góp phần rà soát vướng mắc về pháp lý và hoàn thiện dự thảo luật điện lực sửa đổi, đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.